Xin chào, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một tài khoản email tên miền với Google Workspace. Đây, đầu tiên thì các bạn sẽ vào workspace.google.com. Rồi, tiếp theo thì các bạn nhấn vào bắt đầu dùng thử miễn phí. Này, nó sẽ ra cái trang đăng ký ấy. Và được dùng thử miễn phí 14 ngày nha. Sau 14 ngày nó sẽ tính phí hàng tháng. Các bạn có thể dừng hoặc là thanh toán nếu các bạn muốn dùng sử dụng lâu dài. Tên doanh nghiệp thì các bạn điền bất kỳ thôi. Mình ghi này ANC này. Nếu mình chỉ có một mình thì các bạn ghi chỉ một mình thôi đó. Nhấn tiếp theo. Họ tên, các bạn ghi họ tên của các bạn vào. Email hiện tại là các bạn đang dùng Gmail hay là email gì đấy cũng được. Mình ghi này. Các bạn nhấn tiếp theo. Nó hỏi là doanh nghiệp của bạn có miền chưa. Nếu các bạn đã mua rồi, mua một tên miền trên GoDaddy hay là Namecheap gì đó thì các bạn nhấn có. Đã có. Nhờ các bạn ghi cái tên miền của các bạn vào cái domain ấy. Ở đây thì mình chọn một cái domain bất kỳ đi. Mình đã mua rồi. Đấy. gaising.live. Đấy. Nếu chưa ai sử dụng thì nó sẽ cho các bạn nhấn tiếp tục. Các bạn nhấn tiếp tục rồi. Ok. Ok luôn. Tên người dùng này là cái địa chỉ email của các bạn đấy. Các bạn gõ domain đấy, tên gì cũng được, nhưng mà lấy admin thường thường là cái domain cao nhất, mật khẩu. Đấy. Rồi, các bạn captcha. Ôi trời ơi. Lỗi captcha rồi. Rồi, may quá cũng qua, khá là vất vả. Rồi, bước tiếp theo thì nó bắt đầu bắt mình thiết lập. Này, admin a.gaising.live. Rồi các bạn gõ mật khẩu khi này các bạn tạo ấy. Nhấn tiếp tục. Rồi bắt gõ một số điện thoại vào. Các bạn có thể gõ cái số điện thoại của mình vào đây.
Này, mình chọn một số điện thoại bất kỳ. Không bảy không năm bốn không ba chín một một. Cái bước gõ số điện thoại này là cho mình dùng. Không bảy không năm bốn không ba chín một một. Rồi. Đồng ý. Tiếp theo cũng khá là dài đấy. Thiết lập đây, nó sẽ bắt các bạn phải bảo vệ xác thực cái tên miền này là của các bạn, mình nhấn vào bảo vệ. Đây, tôi đã sẵn sàng. Đây, nó biết mình mua cái tên miền ở đây luôn nhá, pokbun này .com mà. Nhấn bước tiếp theo. Rồi. Bản ghi TXT sao chép đây, bên mình đã mua cái gái sinh lai chấm, mình vào cài đặt đây. Trên mỗi cái công ty quản lý tên miền thì nó có một cái khu vực quản lý bản ghi khác nhau nha. Edit này TXT record, text record. Trên này thì ghi a còng, dưới thì copy cái đoạn đó mình copy rồi đấy. TTL 864 mình ghi theo thôi, 86400 86400, xem có ưu tiên gì không. Rồi, như vậy là được thôi. Nhấn S. Vậy là xong. Rồi. Rồi qua bên này nhấn vào bảo vệ miền nó để nó kiểm tra xem là mình đã thêm vào chưa nha. Đây, nó đang kiểm tra. Hôm nay không khí lạnh nên nó về nó kiểm tra khá lâu ấy. Rồi, tốt lắm. Nó đã xác thực là cái tên miền này là của mình. Rồi, các bạn nhấn tiếp tục đi. Như vậy là xong rồi đấy. Các
các bạn nhấn ở đây thì còn hai bước nữa, nhấn tạo người dùng mới, nhấn tiếp theo. Các bạn có rồi thì thôi, bỏ qua thì nhấn vào bước tiếp theo đây, kích hoạt Gmail đây. Đây, để mình có thể sử dụng cái email ngay trên cái giao diện Gmail nhé. Nhấn kích hoạt. Tôi đã sẵn sàng kích hoạt Gmail. Đây. Các bạn cứ nhấn tiếp tục thôi, nó bảo gì thì mình làm theo thôi. Bản ghi MX. Đây. Copy. Bạn ghi MX nha, Mail Exchange Record. Đây, trên này các bạn để trống hoặc ghi a còng. Trả lời cóp rồi. TTL là 3600. Nhấn Add. Rồi. Mức độ ưu tiên hay nhập 1. Mình ghi thiếu rồi. Chỉnh sửa lại. MX Records. Đây. Chỉnh sửa lại xíu. Ghi 1 này. Lưu. Rồi. Vậy là xong. Tiếp theo. A còng. Tiếp theo. 5. Các bạn cứ làm theo thứ tự cho hết các bước. Cộng. Thứ tự ưu tiên là mấy đây? 5. Add. Cuối cùng. Đấy, vậy là xong. Nhấn kích hoạt Gmail. Chờ xem nó kiểm tra mình đã thêm vào chưa. Nó đang kiểm tra. Bị thiếu à? Có lẽ nó chưa cập nhật được. Nó bảo xóa cái này. Xóa cái này. Rồi kiểm tra lại xem nhá. Kiểm tra và mình đã thêm rồi nha. Nhận hoàn tất. Vậy là xong. Bây giờ thì các bạn có thể vào Gmail để gửi thư bằng email tên miền được rồi.
có email đấy. Bây giờ thì có thể gửi thử một mail đấy, soạn thư đi. Đến là Anivia. Đấy. Xin chào. Gửi. Nhầm. Đây. Rồi. Email đã được gửi. Đấy, rất đơn giản. Như vậy là các bước để tạo một cái email tên miền để gửi và nhận thư trên Gmail đến đây là kết thúc.